Chào tất cả bạn nhá. Hôm nay các bạn sẽ cùng với vợ chồng mình làm tí đầu xuân năm mới, gọi là ở Bụi Chuối nhá. Dăm ba cái giường với lại cái nhà nghỉ tuổi gì đúng không? Mình sức khỏe của mình nó giường không đủ trình độ để giữ được mình. Cái giường mình tí lại sập ngay là đéo tin. Bụi Chuối này, Bụi Chuối thiên nhiên này này, chuối to đùng này các bạn nhá. Hôm nay vợ chồng mình sẽ thử tí đầu xuân. Hôm qua vợ mình, đêm qua mình cho 3 tiếng đồng hồ. Hôm nay ngồi ho rồi, sợ rồi. Hôm qua giật cho 3 phút. Đồ má ta đéo biết. Bà già đẻ mày làm con kẹt gì. Gì? 3 phút gì, hôm qua 3 tiếng thì nó van xin còn kêu à. Sĩ. À được, thế các bạn chứng kiến nhá. Hôm nay mình sẽ cho 3 tiếng đồng hồ luôn. Các kiểu như kiểu là la hán đẩy xe bò, ngư ông trồng củ cải nhá. Đường tăng cưỡi ngựa. Thế giờ hôm nay mình sẽ cho hiểu vấn đề ngay. Các bạn thấy chưa? Rồi bắt đầu mình sẽ cho hiểu vấn đề ngay. Nào, ngồi xuống nào. Cho thử hiểu vấn đề ngay, dám bảo chồng mày yếu à. Đấy anh mình sẽ cởi cái quần mình cho hiểu vấn đề ngay nha các bạn nha. Nằm xuống. Cho hiểu vấn đề ngay. Thứ nhất sợ ngay các bạn ạ. Sợ ngay. Sợ chưa? Vẫn chưa sợ à? Hôm nay mình sẽ cho 3 tiếng đồng hồ nha. Chỉ việc nằm và thở với bác sĩ thôi. Đừng có phép bác sĩ. Tính tướng. Đấy nha các bạn nhớ nha. Cho thế nào là hiểu vấn đề luôn. Nhân viên, 3 phút bác sĩ tinh tướng. Một khát khao, một tinh tướng. Cởi luôn quần để cho hiểu vấn đề này. Cho hiểu vấn đề luôn này. Nằm xuống. Nằm xuống. Luôn này. Ôi. Nằm xuống nào. Nhân viên ấy. Đây đang giữa mặt đường nên cho hiểu vấn đề. Từ mình phải tắt camera đã không. Nhớ làm cái này chết. Tí nữa xong đoạn kết thì mình sẽ cho các bạn xem nhá. Đấy, ô tối qua làm nhiều quá mệt phê. Đây. Sĩ. Chào tất cả bạn nhá. Mình vừa làm xong rồi mệt quá. Đây cho hiểu vấn đề mệt quá rồi. Đây, tã người ra luôn này. Mấy tiếng đồng hồ rồi. Chết ngay như tuổi gì. Sĩ vừa 7:10, bây giờ 7:15, 7:16 phút nữa còn làm cái video nữa mà bảo 3 tiếng sĩ rồi. Này, thế nên đứa nào kêu tha. Chả biết ai xin. Chẳng qua hôm nay là mình bận đi uống rượu. Tí nữa chồng còn phải vào trong nhà bác kia hóa vàng uống rượu thôi. Chứ không tuổi gì. Rồi. Ôi, hôm nay mình phải uống rượu đó các bạn. Chứ không loại vợ này tìm nhìm nữa mà. Đàn ông bản lĩnh ở trên giường mà các bạn. Thích tí nữa không? Bây giờ phải đi đấy, biết ngay chất mà. Bây giờ phải đi uống rượu. Giờ phải đi vào cho bác uống rượu đó. Thôi nhá. Nhá. Chào tất cả bạn, nhớ like và đăng ký kênh của mình nhá. Chào tất cả bạn. Mệt quá.